Chết rồi. Ôi chết rồi. Ê. Alo. Hai Thắm ơi. Gọi anh Bảo. Anh ở trên viện về. Còn anh Bảo trên. Con Hà đâu? Vào đây. Làm gì? Hả? Anh Sơn vợ ai đang ở trên viện kìa. Sao em viện làm gì? Hả? Bị bọn nó đâm. Cái gì? Cái nhau gì? Hả? Cái gì anh? Thằng nào đâm? Cái thằng Ngọc Sơn hôm nọ em nói chuyện với nó đây. Là nó đâm thằng anh Sơn. Đâm bao giờ? Hả? Nó đâm chiều nay. Hôm nay bọn anh ra gặp nó là để nó bảo xin lỗi. Nó còn quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà tự nhiên nó quay nó cầm dao nó đâm anh Sơn luôn. Đấy. Thế bây giờ như nào? Anh Sơn đâu? Anh Sơn đang trên viện. Bây giờ lên đấy. Nhưng mà sao lại đấy được? Đâm bằng cái gì? Rồi lấy sao nó đâm á? Chẳng thế nó không... Thế anh có ở đấy không? Anh có. Thế anh không biết vào mà ấy à? Anh vào mà nhưng mà không kịp, thằng nó cầm... Bây giờ anh Sơn đang sao rồi? Anh Sơn đang, mẹ anh Sơn ở trên viện chăm sóc rồi. Anh Sơn thì... Sao? Bị ấy rồi, bị đâm nhưng mà nó không gọi là vào chỗ hiểm. Bây giờ đang làm trên viện thôi. Đi mẹ à, thằng chó này! Chưa nay mày làm cái đéo gì đây? Nó chạy rồi. Làm cái gì đéo gì thì con mày à, mày đâm ai? Mày đang đâu? Mày đang đâu? Con mày à, mày gửi vị trí cho bố mày ra đây. Một mình bố mày ra đấy cho mày đâm đấy. Ôi. Thì mẹ mày thích chó cắn trộm à? Ôi. Bố mới thích hai thằng nằm. Ngồi xuống đây, bỏ ra. Hộ bố mày cái, thì con mẹ mày lổ địa chỉ. Có anh báo công an rồi. Mày đi làm gì mà tìm bố mày, đi đến nhà bố mày đi. Dạ được anh. Sơn sao rồi? Được con mẹ con chó này. Mày giỏi đấy. Thì mẹ tay nào mày đâm thì mày để lại cái tay đấy cho bố mày. Dạ đồ vào. Sao rồi? Hộ bố mày cái đi. Tao cho mày lên công an rồi. Mai bố mày gặp mày trên phường. Này. Con chó này. Ngồi xuống em bình tĩnh. Sơn sao rồi? Ngồi xuống em bình tĩnh. Anh gọi đồ đồ này đủ chưa? Cầm lại thôi. Mẹ anh đã cầm lại trên mẹ đấy. Đồ này đủ rồi. Này, anh bảo ngồi đây nói chuyện ra. Bây giờ cứ bình thường. Nói chuyện gì? Anh Sơn vẫn đang nằm trong viện thôi. Cứ bình thường. Bây giờ bị sao? Nó đâm vào chỗ nào? Nó đâm vào đây thôi nhưng mà nó không thế phải tôi chịu hiểm. Rồi, vào chỗ này là còn không vào chỗ hiểm mà anh. Bác sĩ băng bó rồi, bây giờ chỉ nằm viện nghỉ ngơi thôi. Hiểu không? Bây giờ nguy hiểm. Bạn nào ở trên đấy với anh? Trên với mẹ anh Sơn. Bây giờ nguy hiểm á, còn đưa lên bệnh viện thì à. Còn đây đang ở trạm y tế thôi. Hiểu không? Bây giờ mẹ anh Sơn lên bao giờ? Mẹ anh Sơn lên chiều nay luôn. Sao không một cuộc gọi cho anh em ở nhà ngồi chờ? Ở nhà không gọi cho anh. Bây giờ, thì bây giờ mình nhớ ra. Thì người con sao không? Ừ? Mấy anh đây em nói làm gì? Mấy anh em tự nhiên đi với nhau mà như thế. Anh biết bây giờ anh Sơn bây giờ như thế thì giữ anh Sơn mà bị làm sao cho cả nhà anh Sơn như thế. Bố mẹ anh Sơn nghĩ như nào? Nghĩ như nào? Anh em ở đây như nào? Bây giờ đi một mình như thế không một câu nói nào cho anh em để hai đứa ngồi nhà chờ từ chiều đến giờ không một cuộc gọi nào. Hả? Đi cũng phải... mấy ngày hôm trước còn nhớ hôm đéo đạo đi. Làm gì cũng phải gọi cho anh em các kiểu. Đi đâu thì cũng phải bảo. Chứ em đã bảo là đừng có đi rồi. Nói bao nhiêu lần rồi. Sao bây giờ bố mẹ anh Sơn như thế nào? Kể cả anh Sơn không nguy nói hiểm. Nói bao nhiêu lần rồi là đừng có mơ như thế nữa. Bây giờ mẹ anh Sơn sẽ nghĩ như nào? Kể cả anh Sơn không nguy hiểm nhá. Anh Sơn không nguy hiểm. Anh thấy anh mà anh em bây giờ anh em ngồi nhà đéo lên trông anh được. Anh em thấy mà anh em. Bây giờ mặc quần áo đen giải quyết được. Không có một cuộc gọi nào. Mặc quần áo đen làm gì? Hả? Xong rồi đấy chăm đi, bây giờ anh về đây xong lại một mình bác ngồi trong Sơn. Bây giờ anh về anh lấy quần áo đây. Bây giờ phải lên viện không hay như nào? Bác sĩ bảo như nào? Bây giờ bác sĩ bảo là bây giờ nằm đấy thôi, nằm nghỉ đấy thôi. Còn băng bó vết thương thì đợi mấy ngày nữa là nó lành rồi. Khâu kia các thứ xong rồi. Không ở trạm á? Ừ. Phải lên viện chứ. Thì bác sĩ bảo là bình, bây giờ không sao thì được rồi. Không sao gì nhưng mà mình bị đâm như thế nó chảy máu ra. Thế bây giờ mày đỡ lên cùng anh không? Đi. Đi luôn.
lấy cái điện thoại đây, với điện thoại em đây. Con chó này phải chết, ngày mai mẹ nó phải chết. Anh với anh Vượng đang săn nó rồi. Săn cái đéo gì, hai thằng ngu thế, không biết gọi tên người à? Đi giết nào.